có tiền liền biến cường chương 349, chút tiền như vậy, ngươi cho đám thích cái kia đi. 15, 25 Đây là phương án chi tiền của các ngươi sao? Nếu vậy ảnh nghiệp tinh quang chúng ta không phụng bồi được. Lâm Bắc Phàm còn chưa đặt mông ngồi ấm chỗ đã đứng dậy muốn đi. Ni cô tin tiên sinh và đạo diễn xa giật mình, vội vàng giữ lại. Lâm tiên sinh chờ chút, có gì mọi người có thể từ từ bàn bạc, có một số việc vẫn có thể thương lượng được. Ngươi có điều gì không hài lòng với phương án của chúng ta có thể nói ra? Lâm Bắc Phàm bất mãn nói, không có gì đáng nói, ta không hứng thú với phương án chia tiền của các ngươi. Đã lấy 55% doanh thu phòng vé, còn phải đảm bảo tỷ lệ suất chiếu cao như vậy, cái này khác gì đi cướp tiền. Trong mắt Lâm Bắc Phàm, doanh thu cuối cùng của Stawa chỉ khoảng 20 ức. Giả sử cuối cùng doanh thu phòng vé của Stawa được 20 ức Tinh Quang của bọn họ sở hữu gần 1 phần 5 suất chiếu lớn, vậy có thể thu được 4 ức doanh thu phòng vé. Dựa theo cách phân chia doanh thu phòng vé, cuối cùng chỉ có 1.4 ức doanh thu thuộc về ảnh nghiệp Tinh Quang. Trong 1.4 ức này còn phải trừ các loại chi phí của rạp chiếu phim, cùng với thuế thu nhập, cuối cùng ảnh nghiệp Tinh Quang chỉ nhận được 7.000 vạn. Có vẻ kiếm lời rất nhiều, nhưng tổng thất ẩn tàng còn lớn hơn. Bởi vì, tỷ lệ xuất chiếu của StarWars phải cao nhất, chắc chắn sẽ chiếm dụng xuất chiếu của các bộ phim khác, nhất là nó sẽ chiếm lấy xuất chiếu của Cowboy đang ăn khách. Lợi nhuận của Cowboy gần như dùng hết về ảnh nghiệp tinh quang, tại sao phải hy sinh lợi nhuận của mình để thỏa mãn cho người khác? Còn có một điểm cuối cùng, Lâm Bắc Phàm là ai? Cơm mềm nam nổi tiếng Trung Quốc, tên phá của siêu cấp vô địch, tiền tiền đều dùng đơn vị hàng ức, hơn nữa đây là đơn vị tính toán nhỏ nhất, bây giờ vì khoản lợi nhuận chưa đến một ức mà phải hy sinh nhiều lợi ích như vậy, đáng không ts cơm mềm nam ý chỉ những người đàn ông chuyên bám váy đàn bà không danh vọng không sự nghiệp lâm bắc phàm không gánh nổi người này thế nhưng star qua của chúng ta đã nổi tiếng toàn cầu có rất nhiều fan hâm mộ ở trung quốc muốn được xem tuy chia cho các ngươi ít nhưng có thể bảo đảm lợi nhuận có thể bảo đảm bao nhiêu lợi nhuận nó có thể kiếm cho ta 10 ức sao nicotine tiên sinh há to miệng 10 ức sao ngươi không đi cướp đi mười ức sao có thể sao không thể ảnh nghiệp tinh quang của chúng ta đẩy ra câu boy không chỉ kiếm được mười ức ta không rõ cụ thể là bao nhiêu nhưng chỉ doanh thu ròng của phòng bán vé chắc chắn vượt quá bốn mươi ức lâm bắc phàm ngạo kiều ngẩng đầu lên hiện trường bắn ra từng ánh mắt hâm mộ đố kỵ oán hận nếu những ánh mắt này có thể biến thành thanh kiếm sắc bén vậy chắc chắn lâm bắc phàm đã bị xuyên ruột nát bụng mà chết Nicotin tiên sinh vô cùng hâm mộ. 40 ức nguyên tương đương với 6 ức đô la, ly ông phim của bọn họ chưa từng có một bộ phim điện ảnh nào có thể kiếm lời nhiều tiền như vậy. Dù trước mắt đang công chiếu Star qua, đừng thấy doanh thu phòng vé toàn cầu đã vượt quá 10 ức đô la, nhưng chi phí cũng rất cao, phải đến 3.5 ức đô la, bây giờ chỉ mới hồi vốn, muốn dựa vào thị trường Trung Quốc để kiếm một món hời. Đạo diễn Spa càng đố kỵ muốn chết tại sao bọn hắn có thể quay ra bộ phim điện ảnh hot tới như thế. Không nói những cái khác, chỉ nói đến câu boy mà chúng ta đang công chiếu, tuy độ hot đã giảm xuống, nhưng ít nhất tháng này cũng được 4, năm ức doanh thu phòng vé, Star qua cùng lắm cũng chỉ mang đến cho ta thu nhập một ức. Vậy tại sao ta phải hy sinh lợi ích của mình? Lời này rất có lý, ta không phản bác được. Lâm Bắc Phàm chỉ một đám ông chủ rạp chiếu phim bên cạnh, mỉa mai, vì vậy ngươi chia chút tiền đó cho đám khất cái kia đi, bọn họ mới vừa ra tù, rất cần một bộ phim điện ảnh để kéo dài tính mạng. Đám chủ rạp chiếu phim giận đến méo miệng lắc mắt, cả người run rẩy. Ngươi nói ai là khất cái? Vậy Lâm Tiên Sinh, ngươi cảm thấy phải chia thế nào mới được? Nico Tiên Sinh ôn tồn hỏi. Vừa rồi hắn ta đã hiểu rõ, trước mắt ảnh nghiệp tinh quang sau lưng Lâm Bắc Phàm là cụm rạp chiếu phim lớn nhất Trung Quốc, là một cụm rạp kiếm được rất nhiều tiền tất nhiên phải ôn tồn với công ty truyền hình điện ảnh như thế. Ảnh nghiệp tinh quang chúng ta chắc chắn phải được chia 60% doanh thu phòng vé, về phần tỷ lệ suất chiếu chúng ta sẽ sắp xếp căn cứ theo tình huống. Nếu có nhiều người xem, tất nhiên tỷ lệ suất chiếu sẽ cao. Ít người xem, tỷ lệ suất chiếu khá thấp. Lời này của Lâm Bắc Phàm rất có lực lượng, bởi vì cụm rạp tinh quang có được gần một phần năm lượng màn ảnh trong nước, hơn nữa rạp chiếu phim đều được phân bổ ở các khu vực hoàng kim khá phồn hoa, có thể tạo ra một phần ba doanh thu phòng vé. Nếu ngươi không cho ta lợi ích này, vậy ta cũng lười chơi với ngươi, điểm này không có chỗ thương lượng. Lâm Bắc Phàm ta đã ra sân, đáng với cái giá này. Lâm tiên sinh, quá cao, vậy chúng ta không kiếm lời được nữa. Nicotin nhíu mày, giọng điệu cứng rắn. Hắn ta muốn kiếm một món hời ở thị trường Trung Quốc rộng lớn, sao có thể nhường nhiều lợi ích như vậy? Còn có, Giọng điệu của Lâm Bắc Phàm khiến hắn ta rất khó chịu, ngươi chỉ là một công ty truyền hình điện ảnh nho nhỏ ở Trung Quốc, còn sau lưng ta lại là một trong 8 công ty truyền hình điện ảnh lớn nhất toàn cầu, ngươi biết cái gì gọi là tôn ti không? Thật ra, muốn ta giảm tỷ lệ phân chia cũng được thôi. Lâm Bắc Phàm cười híp mắt nói, chỉ cần ngươi chỉ chiếu bộ phim Star War ở cụm rạp chiếu phim của ta, vậy ta có thể chấp nhận tỷ lệ chia 35% Đừng thấy ảnh nghiệp tinh quang của ta chỉ có hơn 1.500 rạp chiếu phim, nhưng đều nằm ở khu vực Hoàng Kim, khách hàng rất phong phú, chắc chắn có thể bảo đảm lợi ích doanh thu phòng vé cho các ngươi. Bộ phim Cowboy đang được công chiếu là chứng cứ rõ ràng nhất. Đám ông chủ rạp chiếu phim tức giận tới muốn rút dao giết người. Đây là đuổi tận giết tuyệt. Đã liên tục một tháng trời rạp chiếu phim của bọn họ không có thu nhập, chỉ mong chờ bộ phim điện ảnh này để hồi máu xả hơi, kết quả ngươi có bao nhiêu hồng bao lại không chừa cho chúng ta một ngụm canh, ngươi muốn chúng ta uống gió Tây Bắc sao? Lâm tiên sinh, ngươi thật biết nói đùa. Mi cô tin tiên sinh đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Ai đùa với ngươi, ta nghiêm túc. Lâm Bắc Phàm nghiêm túc nói. Đám ông chủ rạp chiếu phim gấp gáp. Mi cô tin tiên sinh, đừng nghe Lâm Bắc Phàm nói bậy nói bạ. Ta đồng ý với phương án của ngươi. Chúng ta cứ chia như thế, Ngươi lấy 55, ta lấy 35, quyết định như vậy đi. Starwa xứng đáng với sự nhượng bộ của chúng ta. Chúng ta rất muốn kết bạn với Nicotine tiên sinh. Thấp hơn chút nữa cũng được, ta còn có thể nhượng bộ chút nữa. Quá quỳ liếm, Lâm Bắc Phàm không nhìn nổi nữa. Lúc này, Hoàng Chính Cường đứng dậy, nói ta đại diện cho ảnh nghiệp Đa Đa đồng ý với phương án của quý công ty. Thế nhưng ta có một điều kiện. Đó là Starwa, không thể chiếu ở rạp chiếu phim của Tinh Quang. Đám ông chủ rạp chiếu phim khác lập tức kịp phản ứng lại. Chúng ta đồng ý phương án kia, nhưng không thể chiếu phim điện ảnh ở Tinh Quang. Hoặc là lựa chọn Tinh Quang, hoặc là lựa chọn chúng ta. Cả hai chỉ có thể chọn một. Hiện trường chia thành hai phe, một phe là Lâm Bắc Phàm, một phe là Liên Hợp các rạp chiếu phim khác. Lâm Bắc Phàm thoải mái dễ chịu tìm một chỗ ngồi xuống, ông mèo con cười ha hả sao nào, các ngươi lại định trình diễn tiếp một phong sát vô sĩ một lần nữa. Quên mất lúc trước các ngươi đã làm như thế nào, kết quả cuối cùng đổi lấy cái gì sao? Khuôn mặt mọi người đỏ bừng, có xấu hổ, càng nhiều hơn là tức giận. Lần trước là lần trước, bây giờ là bây giờ, sao có thể nhập làm một để nói? Lần trước chỉ có thể coi là mắt chúng ta vụng về, nhưng lần này không như vậy, Star Wars đã được định sẵn sẽ trở thành một bộ phim thành công, đáng để bọn ta làm như thế. Ta cũng không tin liên hợp tất cả lực lượng lại, dựa vào uy lực của Starwa, còn không giải quyết được ảnh nghiệp tinh quang của ngươi. Bây giờ độ hot của Cowboy đã giảm xuống, ngươi còn có thể dựa vào cái gì để tranh với chúng ta? Đám người càng nói càng cảm thấy phần thắng lớn hơn, lại càng đắc ý hơn. Nhìn hai đám người cãi cọ ồn ào, nicotine tiên sinh vô cùng khó xử, ảnh nghiệp tinh quang có được cùng rạp hạng nhất Trung Quốc, mỗi một vị trí đều khá tốt, có thể cung cấp 30% doanh thu phòng vé nhưng lại không thể coi thường liên hợp các cụm rạp còn lại, ít nhất cũng có thể cung cấp 50% phòng vé. Hắn ta không muốn từ bỏ phe nào, bởi vì từ bỏ bất kỳ bên nào cũng sẽ khiến thu nhập giảm đi rất nhiều. Tổng giám đốc Hoàng Chính Cường nói như chém định chặt sắt, mi cô tiên sinh, đạo diễn spa, ta nói cho ngươi rõ, hoặc là lựa chọn chúng ta, hoặc là lựa chọn lâm Bắc phàm, không còn lựa chọn thứ ba. Bởi vì tình thế của chúng ta và tinh quang đã như nước với lửa, cả hai chỉ có thể giữ một tuyệt đối không thể cùng tồn tại lâm bắc phàm nói thêm không sai không phải bọn họ chết thì chính là bọn họ vong không có con đường thứ ba hoàng chính cường đám ông chủ rạp chiếu phim nicotine tiên sinh cảm thấy đau đầu khó xử nếu cả hai chỉ có thể chọn một vậy hắn ta đành phải chúng ta lựa chọn ảnh nghiệp đa đa và các cụm rạp chiếu phim đạo diễn spa vẫn luôn im lặng đột nhiên mở miệng tin nhìn sang, đám ông chủ rạp chiếu phim ngạc nhiên nhìn sang. Đạo diễn Star nói, chúng ta đưa Star qua đến Trung Quốc, tất nhiên muốn tranh thủ càng nhiều lợi ích, kiếm càng nhiều tiền hơn, theo đuổi tối đa hóa lợi nhuận. Ảnh nghiệp tinh quang chỉ có một cụm rạp, tuy chiếm 20% số lượng, nhưng tổng các rạp chiếu phim khác cộng lại đã vượt quá 60%. Cả hai không thể cùng tồn tại, vậy chúng ta chỉ có thể lựa chọn ảnh nghiệp đa đa mang đến cho chúng ta nhiều lợi ích nhất. Ta tin tưởng bộ phim điện ảnh Star War của ta sẽ mang đến hồi báo phong phú. Đây chỉ là lời nói mặt ngoài, trên thực tế hắn ta thấy khó chịu với Lâm Bắc Phàm, muốn không hợp tác thì không hợp tác. Hắn ta chỉ muốn gây bất lợi cho Lâm Bắc Phàm. Nicotine gật đầu, ấy nấy nói với Lâm Bắc Phàm, đây cũng là lựa chọn của ta. Thật xin lỗi, lần này không thể hợp tác với Tinh quan các ngươi, chỉ có thể chờ mong cơ hội hợp tác tiếp theo. Đám ông chủ rạp chiếu phim dương dương đắc ý. Cuối cùng chúng ta cũng thắng một nước. Có Star qua, chúng ta không chỉ có thể kiếm một món hời, còn có thể nhân cơ hội đã kích ảnh nghiệp tinh quang, không còn chuyện nào tốt đẹp hơn nữa. Lâm Bắc Phàm, ngươi xem lần này chúng ta vây giết rạp chiếu phim tinh quang của ngươi thế nào? Lần này ngươi chắc chắn sẽ thua, xem ngươi khóc thế nào? Ta như thấy được nữ thần thắng lợi đang mỉm cười với ta. Tối nay có thể say một trận đám ông chủ rạp chiếu phim nhân cơ hội mỉa mai. Hoàng Chính Cường giả mù sa mưa nói, Lâm Bắc Phàm tuy Star qua không chiếu ở rạp chiếu phim của ngươi, nhưng ngươi có thể đến ảnh nghiệp đa đa của ta xem phim. Yên tâm, ta sẽ bao hết vé phim, ta vẫn bỏ được mười mấy đồng. Lâm Bắc Phàm không thay đổi sắc mặt đứng lên, nói, đã vậy, ta đi trước, chúc các ngươi may mắn, chúc các ngươi kiếm tiền phát tài to, đừng ăn cơm tù. Sắc mặt mọi người tối tăm, miệng chó không mọc được ngà voi, thứ hỗn trướng. Nhưng bây giờ bọn họ đã thắng, tạm thời cứ để hắn nắc ý. À đúng, Tổng Giám Đốc Hoàng, tiền nhiệm của ngươi vì càng quét tệ nạn nên mới mất việc, ngươi đừng nối gót theo hắn. Ta nhìn thân thể ngươi hẳn cũng chạy đến chỗ đó không ít lần, thận hư rồi, phải kiềm chế chút. Lâm Bắc Phàm chật chật nói. Sắc mặt Hoàng Chính Cường tái xanh. Thận hư. Sao hắn nhìn ra được? chắc chắn là đoán mò. Yên tâm, ta chắc chắn sẽ không. Hoàng Chính Cường cứng rắn nói. Bi bi. Lâm Bắc phàm ông mèo con, dẫn theo đám vệ sĩ rời đi. Muốn vây giết tinh quang của ta. Phải xem các ngươi có số đó không? Lâm Bắc phàm nhẹ nhàng công tay lên, lại một lần nữa chuyển hết tài vận từ trên người họ sang tình vận. Vì tăng cường hiệu quả, hắn còn chuyển hóa các vận khác thành tình vận. Kết quả là, số đào hoa của mọi người đều rất vượng. Hắn rất mong chờ, chờ xem đám người này sẽ trình diễn tiếp một quan hệ bất chính gì. Bây giờ đã đạt thành hợp tác, rất đáng ăn mừng. Ta muốn mời Nicotin tiên sinh, đạo diễn spa cùng các vị ở đây ăn một bữa cơm rau dưa. Ta biết một nơi, cách chỗ này rất gần, tin tưởng Nicotin tiên sinh, đạo diễn spa chắc chắn sẽ rất thích. Hoàng Chính Cường cười hít mắt nói. Ồ, nơi nào thế? Đạo diễn Spa đang nghe truyện trên TV Audio CV tò mò hỏi. Cho ta thừa nước đục thả câu trước, đến đó các ngươi sẽ hiểu. Hoàng Chính Cường lộ ra vẻ mặt nam nhân đều hiểu. Những người khác ngầm hiểu miễn cười với nhau. Nửa tiếng sau, mấy người họ đã ngồi trong một căn phòng sang trọng. Đây là một căn phòng rất lớn, ít nhất cũng trên 100 mét vuông, trang trí rất xa hoa, ngợp trong vàng son. Ở trên mặt bàn bày đủ loại mỹ thực và rượu ngon với giá trên trời. Có mỹ thực, có mỹ tử, sao có thể không có mỹ nữ. Nơi này gọi là tiên cảnh nhân gian, đám công chúa tiếp trụ đều như tiên nữ, hơn nữa không chỉ đẹp mắt, bằng cấp còn rất cao, ăn nói khéo léo. Ta đi gọi mấy vị công chúa xuống đây hầu hạ mọi người, tối nay không say không về. Hoàng chính cường như một vị chủ nhân đang chiêu đãi mọi người ngồi đây. Nơi này an toàn không? Trong đó có một ông chủ rạp chiếu phim lo lắng hỏi lúc trước cũng vì càng quét tệ nạn nên bọn họ mới bị bắt vào phòng giam bị nhốt nửa tháng bây giờ vẫn còn bóng ma hoàng chính cường đắc ý vô cùng an toàn bởi vì nơi này là địa bàn của triệu công tử là triệu công tử nào đám ông chủ giật mình là vị có lão phụ thân có quan hệ trực tiếp với trung ương hoàng chính cường chỉ lên trời vậy ta yên tâm rồi thế là bọn họ gọi mấy công chúa bồi rượu vào đúng là người nào cũng có vẻ ngoài khá tốt, điều quan trọng nhất là mấy công chúa này còn có khí chất, khiến mỗi người ở đây nhìn đến tròn mắt. Công chúa ở nơi này thật đúng là chất lượng rất cao. Một đám ông chủ rạp chiếu phim chảy nước bọc nói, hận không thể ôm tất cả mỹ nữ vào lòng, yêu thương tử tế một hồi. Để tin tiên sinh và đạo diễn spa của chúng ta lựa chọn trước. Hoàng tiên sinh khách sáo rồi, vậy ta còn từ chối thì bất kính. Đạo diễn spa không nhịn nổi nói, ta muốn ngươi, còn có ngươi, hai người. Ha ha, thật xin lỗi ta hơi tham lam. Vậy ta muốn nàng, ta thích mông lớn gợi cảm. Nicotine tiên sinh không chút khách sáo nói. Đám ông chủ rạp chiếu phim khác đều tự chọn một mỹ nữ cho mình. Uống nhiều rượu, trong ngực còn ôm mỹ nữ, mọi người to gan hơn, nói chuyện không kiên dè. Nhắc đến tên lâm bắc phàm kia, hắn thật sự không phải thứ tốt, từ lúc hắn vào cửa đã không nhìn nicotine tiên sinh và đạo diễn spa của chúng ta. Ngay cả ta thấy cũng tức giận, hắn có tư cách gì? Một ông chủ rạp chiếu phim mơ màng nói. Đúng rồi. Lâm bắt phàm hắn thì tính là gì? Chỉ là một tên tiểu bạch kiểu dựa vào lão bà mà thôi. Không có lão bà, hắn chẳng là cái thá gì. Kết quả bây giờ hắn lại cáo mượn oai hùng, ta thật sự muốn nhấc bàn lên nện vào mặt hắn ảnh nghiệp tinh quang chỉ là thứ rác rưởi không phải chỉ quay được một bộ phim điện ảnh nổi tiếng thôi sao kết quả bây giờ bọn chúng đắc ý không ra hình dáng không đặt chúng ta vào mắt nhưng bây giờ thế nào còn không phải bị chúng ta phong sát rồi sao điểm này chúng ta phải cảm ơn đạo diễn spa và nicotine tiên sinh nếu không phải có hai vị thành toàn có lẽ chúng ta còn phải chịu thua thiệt tinh quang tới 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 ta kính hai vị khách tôn quý một chén ta cũng mời rượu ta ba chén các ngươi tùy ý hiện trường ăn uống linh đình vô cùng náo nhiệt đạo diễn spa bị đám người mời hết ly này tới ly khác đã hơi say khước lại ai đến cũng không từ chối bởi vì rượu này đáng uống hắn ta uống rất vui sướng lâm bắc phàm chỉ là một gia hỏa tiểu nhân đắc chí tưởng trên tay nắm chút tài nguyên là dám nói điều kiện với ta loại người này căn bản không lên được mặt bàn nếu không phải nơi này là trung quốc ta đã sớm tác cho hắn mấy cái. Đạo diễn Spa nói khoác không biết ngượng, đáng tiếc nơi này là Trung Quốc, hắn còn mang theo vệ sĩ bên cạnh, nếu không ta sẽ cho hắn biết cái gì gọi là đẹp mặt. Đúng đúng. Đạo diễn Spa, ta mời ngươi một chén nữa. Dễ bàn, cạn. Thế là, lại một vòng rượu. Tổng giám đốc Hoàng Chính Cường Hùng Hổ nói, nhắc đến tinh quang là ta lại tức giận, chỉ là một tên nhà giàu mới nổi mà thôi, kết quả chúng dám giễu võ dương oai với chúng ta tức chết ta lần này chúng ta liên hợp lại ta không tin không giải quyết được tinh quang của hắn đúng rồi một ông chủ phụ họa theo tinh quang của hắn là cái thá gì chỉ là một người mới trong giới điện ảnh mà thôi còn tên lâm bắc phàm kia da hỏa miệng còn hôi sữa lúc ta phát tài to hắn còn chưa ra đời đâu nicotine cũng uống say vỗ ngực cam đoan yên tâm có ly ông phim chúng ta tinh quang của hắn không hùng mạnh được, Star qua của chúng ta chắc chắn sẽ mang đến hồi báo phong phú cho các vị ở đây. Cho đến lúc đó chúng ta kiếm từng bó tiền lớn, tinh quang thua lỗ từng bó tiền lớn, ha ha. Đạo diễn Spa thao thao bất tuyệt, hơn nữa tiếp theo, ly ông phim của chúng ta sẽ tiến quân vào thị trường Trung Quốc với quy mô lớn, sẽ tiếp tục đẩy ra rất nhiều bộ phim bom tấn đặc sắc tuyệt luân, chắc chắn sẽ có không ít phim bom tấn như Star War. Đến lúc đó các vị ở đây sẽ cùng chung phát tài với chúng ta, tinh quang của hắn chỉ có thể ăn sắc. Nói rất hay. Để chúng ta lại mời Nicotin tiên sinh và đạo diễn spa một chén. Cạn ly. Mọi người lại nâng chén. Không thể thờ ơ với đám công chúa của chúng ta, các ngươi cũng phải uống một chén với chúng ta. Đạo diễn spa lớn tiếng nói. Đáng ghét, người xấu. Nhưng Nô Gia không biết uống rượu đâu các ngươi muốn trút say chúng ta, sau đó tiện làm loạn với chúng ta. Đã biết đám nam nhân các ngươi không phải thứ tốt. Ta yêu chết vẻ lẳng lơ phóng túng của các ngươi. Trong lòng phóng túng muốn chết, lại cứ phải giả vờ thanh thuần. Thế nhưng, ta thích. Đạo diễn Spa nở một nụ cười dâm đảng, hận không thể lập tức xách súng lên ngựa. Đám nam nhân đều nở nụ cười ngầm hiểu lẫn nhau. Nhưng đúng vào lúc này, một đám người mặc đồng phục cảnh sát đột nhiên lao vào. Trong tay cầm súng, nhắm chuẩn vào đầu của mọi người. Đừng nhúc nhích. Tất cả các ngươi không được động đậy. Chúng ta là cảnh sát. Ngồi xổm vào góc tường cho ta. Còn đứng ngay ra đó làm gì? Tất cả mọi người ở hiện trường đều ngơ ngác, Nhất là đám ông chủ của rạp chiếu phim, càng ngơ ngác hơn. Tại sao lại có cảnh sát? Ta chỉ muốn thả lỏng một chút, tại sao lại gặp phải việc nát này? chẳng lẽ ta bẩm sinh đã có xung đột với cảnh sát hoàng tổng không phải ngươi nói nơi này rất an toàn sao đây là chuyện gì ta không biết hoàng chính cường lắc đầu hắn ta còn ngơ ngác hơn tất cả mọi người có mặt ở hiện trường bởi vì hắn ta biết rõ nơi này là địa bàn của triệu công tử sản nghiệp bí mật của thái tử gia thủ đô đã sắp xếp từ trên xuống dưới mười mấy năm qua cũng không có cảnh sát đến hôm nay làm sao vậy nhìn thấy đạo diễn spa và nicotine tiên sinh bị đeo còng tay tổng giám đốc hoàng nóng nảy lớn tiếng quát các ngươi làm cái gì vậy nhanh thả bọn họ ra các ngươi biết ta là ai không các ngươi biết nơi này là địa bàn của ai không ồ ngươi là ai nơi này là địa bàn của ai một người thoạt nhìn giống đội trưởng cảnh sát tỉnh bơ hỏi ta là ai nói ra sợ dọa chết ngươi hoàng chính cường hơi ngẩng đầu lên kiêu ngạo nói ta là bạn tốt của triệu công tử, chúng ta thường xuyên uống rượu với nhau, không giấu nhau điều gì hết. Hoàng Chính Cường nâng cao bản thân, muốn dựa vào uy lực của triệu công tử quát lui bọn họ. Trên thực tế, hắn ta còn chưa gặp mặt triệu công tử. Thế nhưng, ai biết được? Triệu công tử là ai? Vị đội trưởng cảnh sát kia hỏi lại. Hoàng Chính Cường nhíu mày, cáo mượn oai hùng nói, ngay cả triệu công tử cũng không biết, ngoại trừ vị triệu công tử có phụ thân ở trung ương còn có thể là ai xem các ngươi còn lăn lộn thế nào bảo sao lại không biết tốt xấu xông vào đây có biết các ngươi đã gặp rắc rối rồi không ta khuyên các ngươi tốt nhất nhanh chóng rời khỏi nơi này nếu không tiền đồ nửa đời sau sẽ bị phá hủy đám cảnh sát có mặt ở hiện trường ngu ngơ như bị đè ép vừa thấy triệu công tử có uy lực lớn như vậy dùng tốt như vậy đám ông chủ ở đây đều rống to còn ở lại đây làm gì? Không nhanh buông chúng ta ra, mở còng tay cho chúng ta. Chúng ta đều là bạn của triệu công tử, nếu để hắn biết các ngươi đối xử với ta như vậy, nửa đời sau của các ngươi xong rồi. Ta khuyên các ngươi đừng hành động sai lầm. Tốt nhất bây giờ các ngươi nên rời khỏi nơi này đi, chúng ta có thể coi chưa từng xảy ra chuyện gì. Nếu không, chúng ta sẽ không khách sáo. Đội trưởng cảnh sát không nói gì, nhìn về phía đạo diễn pha và Nicotine Tiên sinh ở bên cạnh, ánh mắt sắc bén hỏi: hai người nước ngoài này cũng là bạn của Triệu Công Tử. Nicotine và Sa cũng học theo. đương nhiên chúng ta cũng là bạn của Triệu Công Tử. chúng ta đã có giao tình mấy chục năm, gần như quen biết từ nhỏ. có kể ba ngày ba đêm cũng không kể hết được chuyện của chúng ta. vậy thì không sai, bắt hết bọn họ lại cho ta, không được bỏ qua một người nào. đội trưởng cảnh sát vung tay lên vâng đội trưởng thế là trên tay những người có mặt ở đây đều có thêm một chiếc còng tay vì sao chúng ta là bạn của triệu công tử ngươi lại dám bắt ta đội trưởng cảnh sát cười lạnh vậy thì không sai chúng ta đến để bắt bạn của triệu công tử phụ thân của hắn ta đã xong đời triệu công tử cũng đã bỏ trốn bây giờ ta nghiêm trọng nghi ngờ các ngươi có dính líu đến vụ án này nhất định phải bắt về thẩm vấn sắc mặt những người ở đây đều tái mét Ngày hôm sau, Lâm Bắc Phàm mở tivi lên, nhìn thấy một tin tức khiến hắn rất ngạc nhiên. Đó chính là, quốc gia ra quân mạnh mẽ, nghiêm trị tội phạm tham nhũng, muốn đánh cả rùi và cọp. Kết quả, trên trung ương có một vị quan lớn họ triệu phạm tội, tài sản dưới danh nghĩa con trai lại vượt quá 30 ức, một phần tài sản kết xù không rõ nguồn gốc. Thế là, hắn ta bị nghiêm trị, bị kéo xuống ngựa. Điều này không khiến Lâm Bắc Phàm ngạc nhiên, Điều thật sự khiến hắn ngạc nhiên là trong lần nghiêm trị này, lại xuất hiện một bóng dáng rất quen thuộc. Dù chỉ thoáng qua một cái, nhưng Lâm Bắc Phàm vẫn nhận ra được, đó chính là đám ông chủ rạp chiếu phim và hai người nước ngoài kia. Lại vào tù, lần này thảm rồi. Lâm Bắc Phàm cười trên nỗi đau của người khác. Tuy hắn biết chuyện này có quan hệ rất lớn với hắn, nhưng hắn vẫn không nhịn được thấy sảng khoái. Chuyện này khác với việc càng quét tệ nạn càng quét tệ nạn chỉ xử phạt hành chính, nhiều nhất chỉ giam ngươi nửa tháng. Nhưng vụ án này dính đến việc đúc lót nhận hối lộ, hơn nữa còn là quan chức có cấp bậc cao như vậy, chắc chắn sẽ nghiêm trị thẩm tra thật nặng. Thậm chí hai người nước ngoài kia cũng có liên quan, có lẽ còn liên quan đến tội gián điệp đủ loại nữa. Cộng những vấn đề này lại, không chỉ đơn thuần là việc nửa tháng. Ít nhất cũng phải một tháng, bình thường cũng cần hai ba tháng. Thẩm vấn ngươi đến thổ huyết mới thôi, Điều tra ngươi đến hướng lên trời, sau khi hoàn toàn chứng minh trong sạch mới thả ra. Gần 2 tháng mới được thả ra, món ăn cũng đã nguội. Điểm thứ nhất, Starwa chắc chắn không thể công chiếu được nữa. Dù sao bộ phận quốc gia chắc chắn sẽ không cho phép bộ phim điện ảnh tồn tại, vết bẩn được công chiếu. Thà giết nhầm còn hơn tha nhầm. Điểm thứ hai, Tổng Giám đốc Hoàng Chính Cường của ảnh nghiệp Dada chắc chắn phải nghỉ việc thất nghiệp. Ảnh nghiệp Dada chắc chắn sẽ khai trừ hắn ta đồng thời rủ sạch tất cả quan hệ với hắn ta, nếu không chỉ còn cách đợi bộ phận quốc gia đến điều tra. Điểm thứ ba, đám ông chủ rạp chiếu phim sẽ thua thiệt đến tận nhà bà ngoại. Star Wars bị mắc kẹt, bọn họ lại bị giam hơn 2 tháng không thể nào liên lạc với bên ngoài, rạp chiếu phim không thể vận hành bình thường, thậm chí còn khả năng bị niêm phong tạm dừng chỉnh đốn, chắc chắn sẽ mất máu. Điểm thứ tư, chỉ sợ Nicotine tiên sinh và đạo diễn Star, cùng với lyon phim ở đằng sau sẽ vĩnh viễn mất đi thị trường trung quốc cân nhắc từ mặt chính trị phim của bọn họ chắc chắn không thể công chiếu trong nước nữa đây thật sự là thua thảm đám gia hỏa này rốt cuộc bọn chúng phải ngu ngốc đến mức nào mới kéo cả mình nào lâm bắc phàm cũng thấy đồng cảm sau đó hắn tiếp tục thấy sảng khoái còn uống một chén rượu nhỏ để chúc mừng không có đám rạp chiếu phim này làm loạn âu oh Boy của ảnh nghiệp tinh quang lại tiếp tục kiếm tiền khán giả không còn lựa chọn nào khác chỉ có thể tiếp tục xem tâu boy, phòng bán vé lại nên đón một làn sóng cao trào nhỏ. Cuối cùng, lúc bộ phim dừng chiếu, tổng doanh thu phòng bán vé đã đạt đến 59 ức. Ngay cả Lâm Bắc Phàm cũng không tin nổi, tương lai còn có bộ phim điện ảnh nào có thể phá được kỷ lục này chứ. Bởi vì tâu boy chiếm được thiên thời địa lợi nhân hòa. Thiên thời, lúc tâu boy công chiếu, ngay lúc chương trình giải trí có tính toàn dân China tha Lừng đang rất hot, cả hai thúc đẩy nhau, độ hot chưa từng có khiến phòng bán vé "Oboi" oh nhiều lần sáng tạo được tầm cao mới. Hơn nữa cùng thời điểm, không có bộ điện ảnh nào có thể cạnh tranh. Thứ duy nhất có sức cạnh tranh là "Star Wars" cũng hoàn toàn mắc kẹt. Địa lợi, bộ phim điện ảnh "Oboi" được chiếu trên cụm rạp của ảnh nghiệp tinh quang. Tuy số lượng rạp chiếu phim tinh quang chỉ chiếm một phần năm tổng số rạp Trung Quốc, nhưng đều ở khu vực phồn hoa, lưu lượng khách rất cao. Vì vậy, dù không cách nào chiếu ở tất cả các rạp chiếu phim vẫn kiếm được đầy bát đầy chậu toàn bộ doanh thu phòng vé đều vào túi của lâm bắc phàm cuối cùng là nhân hòa âu oh boi đã kích thích được sự đồng cảm của mọi người dẫn tới nó được bàn luận rộng rãi khiến người ta rơi nước mắt không biết đã bao nhiêu năm rồi trung quốc không có bộ phim điện ảnh cảm động như thế vì vậy tất nhiên nó rất được hoan nghênh đương nhiên còn có địch nhân như heo tạo điều kiện thuận lợi cho phòng vé Đối với thành tích của bộ phim điện ảnh này, bên ngoài cũng tiến hành đưa tin mọi mặt, nói nó là một kỳ tích trong lịch sử điện ảnh Trung Quốc, cũng là một trong những cột mốc để điện ảnh Trung Quốc cuộc khởi. Còn có rất nhiều rạp chiếu phim nước ngoài muốn nhập bộ phim điện ảnh này. Thế nhưng, Vũ Thiên Mỹ suy nghĩ rồi từ chối. Bởi vì bộ phim này hoàn toàn dùng bối cảnh niên đại Trung Quốc để quay chụp, mang theo rất nhiều hơi thở của thời đại, chỉ có người Trung Quốc thời nay xem nó mới thấy đồng cảm, mới có cảm xúc, mới lấy được thành tích phòng vé như vậy. Nhưng nếu đặt ở nước ngoài, có thể sẽ bị vùi dập giữa chợ, sau đó bị truyền thông trong nước kiếm chát mỉa mai, được không bù mất. Nếu nỗ lực không tỷ lệ thuận với ít lợi, tại sao phải tự chuốt nhục nhã? Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ tinh quang có thu hoạch lớn nhất, thu hoạch của tập đoàn Phượng Tường xếp hạng 2. Bởi vì trong thời gian mấy tháng ngắn ngủi này, trải qua sự oanh tạc điên cuồng của China Tha Lừng và Cowboy, bọn họ thực hiện được bước chuyển mình hoàn mỹ từ một tập đoàn kinh doanh trang sức cao cấp biến thành một tập đoàn kinh doanh trang sức bình dân, lấy được thị trường càng lớn hơn. Tổng thu nhập tăng lên 230%, biên độ tăng trưởng cao hơn gấp 2. Còn có lợi nhuận, tăng lên 450% so với cùng kỳ năm trước, tăng trưởng 4.5 lần. Mong chờ tương lai vẫn giữ được biên độ tăng trưởng gấp 2 lần này. Tập đoàn Phượng Cường dựa vào điều này, một phát vượt qua các tập đoàn kinh doanh trang sức khác, trở thành tập đoàn đứng đầu Trung Quốc. Thu hoạch của mấy tập đoàn khác cũng khá tốt. Bỏ lỡ China góp tha lừng, nhưng mất bò mới lo làm chuồng đưa quảng cáo lên câu boy, tuy lợi ích không cao như tập đoàn Phượng Tường, nhưng thương hiệu chắc chắn đi vào lòng người. Sau khi câu boy tiến vào chiếm giữ tinh quan thị tầng, lại có thể kiếm lời một khoản. Sao lại dễ kiếm tiền thế chứ? Lúc này, sau khi tiểu thuyết trụ thần của Lâm Bắc Phàm cập nhật đến 2 triệu chữ, đã sắp đến đoạn kết, điều này có nghĩa bộ phim truyền hình Trù Thần sắp được trình chiếu rồi. Khu bình luận của tiểu thuyết Trù Thần vô cùng náo nhiệt, số bình luận lại cao hơn ức. Trù Thần sắp kết thúc rồi, đột nhiên cảm thấy không nở. Bộ tiểu thuyết Trù Thần này đã làm bạn với ta gần một năm, trong khoảng thời gian một năm này, ta từ một tiểu bạch trong nhà bếp, biến thành một đầu bếp tại gia. Còn khiến ta từ một thiếu nữ thon thả, biến thành một mụ mập ăn quen món ngon ta đã thuộc lầu lầu món ăn kinh điển ở bên trong, có thể làm ra được 3-4 phần 10. Sau này không còn tiểu thuyết để theo nữa, hy vọng quyển sách này vĩnh viễn đừng kết thúc, tiếp tục viết nữa. Ta không nở xa lưu ngang tinh, không nở xa triệu mai lệ. Đừng nghĩ như vậy, tiểu thuyết sắp kết thúc, có nghĩa phim truyền hình sắp được trình chiếu rồi. Chỉ có phim truyền hình mới thể hiện được nguyên hương nguyên vị của các mỹ thực trong tiểu thuyết. Cho đến bây giờ, còn có tổng cộng 13 món ăn, ngay cả đầu bếp của khách sạn Long Môn cũng không làm ra được, được gọi là thập tam tuyệt vị. Nhưng sau khi phim truyền hình phát sóng, chúng ta có thể may mắn được nhìn. Muốn xem phim truyền hình, nhưng không thể kết thúc tiểu thuyết. Còn có người khởi xướng bỏ phiếu, đồng ý trù thần kết thúc, hoặc không đồng ý trù thần kết thúc. Cuối cùng, số phiếu không đồng ý chiếm được ưu thế, chiến thắng tuyệt đối. Lâm Bắc Phàm lấy thân phận, phàm nhân, vụn trộn bỏ phiếu đồng ý, kết quả bị hơn ngàn vạn bạn đọc kéo ra dùng roi đánh xác Tác giả chết tiệt xuất hiện rồi. Lại dám bỏ phiếu đồng ý, đáng chết. Hắn không thể chết, hắn chết đi còn ai viết tiểu thuyết cho chúng ta. Thiến hắn đi, tư mã thiên người ta thành thái dám viết ra sử ký, biết đâu phàm nhân đại đại cũng có thể viết tốt hơn. Ngươi thịt nó cho ta, sau đó trói lại viết tiểu thuyết, thuận tiện nấu ăn cho chúng ta. Đồng ý. Nếu phàm nhân đại đại không phải đầu bếp, tên của ta sẽ viết ngược lại. Còn có hacker, muốn thông qua các mạng tìm ra lâm bắc phàm. May mắn hệ thống phòng thủ mạng của hồng đậu trung văn đủ mạnh, vị hacker kia mới không thành công. Nhưng điều này cũng gián tiếp chứng minh sự nổi tiếng của tiểu thuyết trù thần. Trước mắt, thành tích trù thần đang tăng mạnh. Số lượt truy cập web đạt đến 35 ức lượt người, số phiếu đề cử đạt đến 88 triệu, sắp đột phá hàng ức rồi. Kinh khủng nhất là khen thưởng, đã đạt được 63 ức nguyên. Mức thu nhập khủng bố tuyệt luân như thế, đẩy phàm nhân lên đến vị trí đỉnh phong của giới tiểu thuyết. Ngay cả hội nhà văn tỉnh, hội nhà văn quốc gia đều gửi thư mời cho phàm nhân, mời hắn gia nhập vào hội. Thế nhưng, Lâm Bắc Phàm không hứng thú với điều này. Trước mắt công việc chính của hắn là kiếm tiền, thương lão bà, sau đó treo mèo, mặc kệ tất cả việc khác đài truyền hình tinh quang cũng mở ra hình thức tuyên truyền. Được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên Trù Thần của tác giả Phạm Nhân Tiên Sinh nổi tiếng trên mạng, được quay chụp bởi đạo diễn Tiền Đa Đa một vị đạo diễn thương mại nổi tiếng, tổ hợp siêu cấp thiên vương luyến tuyết ái tử cũng tham gia vào liên minh, phối nhạc tạo ra ca khúc chủ đề. Bộ thần kịch thường niên Trù Thần do đài truyền hình tinh quang toàn lực lên kế hoạch sắp ra mắt mọi người. Chương trình không thể bỏ lỡ của kỳ nghỉ hè. Trong bộ phim truyền hình Trù Thần, ngươi sẽ thấy tất cả mỹ vị trân tu cùng tên trong tiểu thuyết. Ngươi sẽ cảm nhận được sự hội tụ văn hóa ẩm thực trên dưới 5.000 năm Trung Quốc. Ngươi sẽ nhìn thấy trù nghệ đỉnh phong Trung Quốc thậm chí là toàn thế giới. Năm thần khúc được truyền xướng, khiến mọi người nghe xong lỗ tai sẽ mang thai. Bộ phim truyền hình đáng mong chờ nhất trong lịch sử. Mặt khác, đài truyền hình còn cắt một số đoạn ngắn kinh điển trong phim truyền hình đăng lên để quảng cáo, cũng lấy được hiệu quả kinh người, lượt truy cập của mỗi một quảng cáo ngắn ngủi đã vượt quá ba ức. Nhất là mỗi một phân đoạn nấu nướng trong đó, thủ đoạn nấu nướng gần như huyền huyễn chinh phục tất cả người xem. Đây là một món ăn trong thập tam tuyệt vị thập nhị tiên hương. Thật sự là trù nghệ cao siêu. Dù chỉ nhìn thôi cũng là đỉnh cấp hưởng thụ. Nếu được ăn một miếng thì tốt rồi. Đây chính là món ăn mà ngay cả đầu bếp đỉnh cấp của khách sạn Long Môn cũng không làm được. Mỗi một trình tự thao tác đều gần đến mức đỉnh phong, không thể có một chút xíu sai lầm nào, ha ha nước bọt của ta cũng chảy xuống. Nếu ai làm được món thập nhị tiên hương nguyên hương nguyên vị cho ta, ta bỏ 100 vạn. Rất nhiều tên ăn hàng quỳ liếm bên dưới, tỏ vẻ nhất định phải xem phim truyền hình. Ngay cả Hồng Đậu Trung Văn ở nước ngoài cũng bắt đầu tuyên truyền. Dưới sự đầu tư bất kể chi phí của Lâm Bắc Phàm và Hà Sơn, Hồng Đậu Trung Văn ở nước ngoài đã được xây dựng. Chia ra thành lập một bếp ở châu Âu, một bếp ở châu Mỹ, một web ở Nhật Bản, có hơn 2.000 nhân viên phiên dịch, có thể cùng lúc phiên dịch 100 quyển sách. Chính vì vậy, lại thêm một con đường phổ biến tiểu thuyết mạng, khiến người ta thoải mái muốn ngừng mà không được, vì vậy vừa đẩy ra đã rất được hoan nghênh, một lần là nổi tiếng. Trước mắt, số lượng đăng ký ở ba trang web hồng đậu trung văn nước ngoài đã đạt đến 50 triệu lượt, số lượng truy cập bình quân một ngày cũng vượt quá trăm triệu, gần như sắp đuổi kịp hồng đậu trung văn trong nước. Ở nước ngoài, bởi vì văn hóa và ẩm thực khác biệt tiểu thuyết trù thần cũng không nổi tiếng như ở trong nước thay vào đó các tiểu thuyết huyền huyễn tiểu thuyết tu chân lên trời xuống đất không gì không làm được lại càng được hoan nghênh hơn vì vậy lần đầu tiên hồng đậu trung văn tuyên truyền cho bộ phim truyền hình trù thần người nước ngoài đều hoảng sợ trù thần sắp được quay thành phim truyền hình hả không phải sắp được quay thành phim mà đã quay xong sắp sửa được phát sóng bộ tiểu thuyết này có gì đáng xem toàn là nấu ăn, hơn nữa làm giả tạo như thế, ta mới xem mấy lần liền từ bỏ. Vì ngươi là một tên ngu ngốc không hiểu gì về bếp nút, nên mới xem không hiểu quyển tiểu thuyết này. Bởi vì trong tiểu thuyết này giới thiệu toàn món cực ngon và sáng tạo của Trung Quốc, cùng với cách nấu các món đó. Không chỉ tân binh nhà bếp có thể xem tiểu thuyết học làm đồ ăn, ngay cả những đầu bếp cũng có thể học được nhiều điều từ trong đó. Ở Trung Quốc, quyển tiểu thuyết này đã được công nhận là thánh kinh phòng bếp. Ta ít lại là thánh kinh phòng bếp, lợi hại như vậy. Hơn nữa bộ tiểu thuyết này còn được quay thành phim truyền hình, nghe nói bộ phim sẽ thể hiện nguyên hương nguyên vị của các món ngon trong tiểu thuyết. Nghĩ thôi cũng thấy mê người, bởi vì đồ ăn Trung Quốc thật sự quá ngon. Nếu là thật, vậy ta chắc chắn phải xem bộ phim truyền hình này. Còn nữa này, bởi vì quyển tiểu thuyết này rất được hoan nghênh, ảnh hưởng rất lớn đến xã hội. Chỉ phí tài trợ thôi đã vượt qua 200 ức nguyên đổi thành đô la cũng hơn 30 ức. Ta ít. Cuối cùng Trù Thần đã nổi tiếng hơn một chút ở nước ngoài. Rất nhiều fan sách ở nước ngoài đều rất chờ mong bộ phim truyền hình Trù Thần được phát sóng. Điều này rất giống một đòn bẩy và điểm tựa, mặc dù bây giờ sức ảnh hưởng còn nhỏ, cuối cùng có thể lay chuyển cả thế giới. Những đài truyền hình khác rối rít điều chỉnh lịch chiếu phim truyền hình, tránh việc lấy trứng chọi đá, cuối cùng bị đập đến cạn cũng không còn. Cuối cùng lúc trù thần được lan xê đến nổi tiếng, phim truyền hình cũng đã phát sóng. Bởi vì tuyên truyền đầy đủ, sức ảnh hưởng đủ lớn, vì vậy gần như toàn bộ người Trung Quốc đều biết có một bộ phim truyền hình siêu cấp tên là Trù Thần sắp được đài truyền hình tinh quang trình chiếu, vì vậy sớm canh giữ trước TV. Trong một gia đình bình thường. Lão bà, nhanh ra đi, phim truyền hình sắp bắt đầu rồi. Lão công nằm trên ghế sofa hét về phía nhà bếp. Biết biết, không phải còn mấy phút nữa sao? vội như vậy làm gì? mặc dù nói không vội, nhưng lão bà vẫn vội vã chạy ra, trong tay cầm hoa quả vừa rửa sạch. trong một gia đình bốn người, gia gia, gia gia, ta muốn xem tivi, ta muốn xem trù thần. Tôn nữ đáng yêu nói với gia gia hiền hòa. gia gia bế tôn nữ lên, vô cùng yêu thương nói, tiểu quai quai, còn chưa đến giờ đâu, đợi thêm chút nữa. nhưng ta không đợi nổi nữa rồi, nghe nói trong đó có rất nhiều món ngon ta thật muốn ăn. Tiểu tôn nữ nuốt nước bọt. Đồ ngốc, ở trong tivi mà, sao ngươi ăn được món trong đó chứ? Gia Gia dở khóc dở cười. Đây là phụ thân nói. Tiểu nữ hài lập tức bán phụ thân. Phụ thân. Trong căn tin trường đại học nào đó, lúc này đèn đuốc sáng trưng rất náo nhiệt. Các học sinh đều xem tivi trong nhà ăn, bởi vì đây là nơi duy nhất có thể xem tivi trong trường, vì vậy mọi người không hẹn mà cùng đến đây, chẳng may xem đến đói bụng còn có thể trực tiếp chọn món ăn hôm nay chiếu hai tập cũng không làm nhiều món lắm hình như chỉ có mỗi một món cơm chiên trứng đủ rồi chờ ta đi gọi món cơm chiên trứng an ủi một chút chỉ sợ đã muộn bởi mọi người đều biết hôm nay phát sóng món gì cho nên có rất nhiều người chọn món cơm chiên trứng bây giờ không chỉ hết trứng còn không thừa một hạt cơm nào ta ít còn có thể như vậy phải nói trước với đầu bếp nếu không dù là ngày mai, ngươi cũng không ăn được món này đâu. Bởi vì quần chúng bột phát tăng vọt, cho nên trụ thần còn chưa bắt đầu phát sóng đã có tỷ lệ người xem đạt đến 2.5% trở lên, tỷ lệ người xem như vậy đã treo rất nhiều phim truyền hình lên đánh. Tin chắc rằng, thời điểm mà bộ phim chính thức phát sóng, thành tích của Trù thần nhất định sẽ bước lên một tầm cao mới. Lúc này, cao ốc sông tử tinh đèn đuốc rực rỡ, sáng như ban ngày bất luận là có nhiệm vụ trực ban hay không, hôm nay tất cả nhân viên đều chủ động lưu lại trực ban, không có gì khác biệt so với ngày thường, mọi thứ đều ngay ngắn trật tự. Thành viên đoàn làm phim trù thần đến, nhân viên công tác hồng đậu trung văn lưu lại, thậm chí ngay cả người của ảnh nghiệp tinh quang cũng lưu lại, mọi người đồng tâm hợp lực, hy vọng có thể tận một phần lực vào thời khắc sống còn. Người không có nhiệm vụ cụ thể tập trung ở căng tin, vừa xem tivi vừa chờ đợi tỷ lệ người xem ra lò. Lâm Bắc Phàm cũng tới, bởi vì hắn chính là linh vật của tinh quang, khí vận hội tụ trên thân, chỗ nào cần liền đến chỗ đó, cam đoan có thể trấn áp tất cả tà uế, bảo đảm bình an phát tài. Nhưng cũng có thể nói hắn chính là kẻ phế vật nhất trong tinh quang, không có chức trách cụ thể, không có công việc cụ thể, cho nên cứ ôm một con mèo nhỏ lắc đông ngó tay, gieo rắc vận khí của bản thân. Cuối cùng đi đến căn tin đài truyền hình, toàn bộ người của đoàn làm phim đều ở đây. Trên bàn bày đầy đồ ăn nhưng cũng không ăn được bao nhiêu. Tất cả mọi người đều ở chỗ này, có nhiều thức ăn như vậy vì sao không ăn? Đều nguội. Lâm Bắc Phàm cười ha hả xuất hiện. Lâm Tiên Sinh đến, trước khi tỷ lệ người xem ra lò, chúng ta thật sự ăn không vô, Nam Chính Vương Xuân Sinh lắc lắc đầu, những người khác cũng gật đầu theo, một bộ tán thành. Bởi vì, bộ phim truyền hình này hao phí rất nhiều tâm huyết của bọn hắn, ký thác vô số hy vọng. Vì bộ phim này, để cho nó đạt được chất lượng tốt nhất, bọn hắn quay chụp liên tục hơn 3 tháng, trong đoàn không có ai xin phép nghỉ, lấy thái độ đóng phim điện ảnh để quay phim truyền hình, cuối cùng mới xuất hiện thành quả như thế này. Bây giờ tác phẩm tâm huyết trình diện trước mặt khán giả, bọn hắn cảm thấy khẩn trương. Lâm Bắc Phàm vẫn cười ha hả nói, các ngươi nghĩ nhiều quá rồi, đơn giản chỉ là buồn lo vô cớ. Dù sao tất cả mọi người ai cũng xem qua, không phải rất hài lòng sao? chậm rãi chờ đợi kết quả là được, trời không phụ người có lòng. Cảm ơn Lâm Tiên Sinh an ủi. Một bên khác, Bạch Thanh Tuyết và Vũ Thiên Mỹ đi tới bộ phận tuyên truyền, tiến hành động viên khiến mọi người nhiệt huyết sôi trào một phen. Các đồng chí, hôm nay là trận đại chiến của chúng ta, quyết định phương hướng tương lai cho tinh quang, quyết không thể tồn tại nửa điểm sơ suất. Trận chiến này, nếu thắng, chúng ta sẽ phi tốc tiến lên, phá vỡ biên giới, hướng sang quốc tế, nên đón tương lai tốt đẹp hơn. Chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Cho nên các vị nhất định phải giữ vững tinh thần, dùng trạng thái tốt nhất để đón nhận trận chiến tranh này. Vâng, Bạch tổng. Đám người trăm miệng một lời. Bạch Thanh Tuyết nhìn về phía Vũ Thiên Mị, Võ Thiên Mị gật đầu, biểu thị tất cả ok. Lại nhìn đồng hồ một chút, thời gian còn lại chưa đến 3 phút. Tốt, ta không nói nhiều nữa, mọi người đều vào vị trí. Rốt cục, cũng đã đến 9 giờ tối, màn hình của đài truyền hình tối đen, đầu tiên là âm nhạc vang lên. Thứ đầu tiên mà mọi người nghe thấy chính là nhịp trống dày đặt theo tiết tấu, tiết tấu này quá cường liệt, khiến tế bào toàn thân người ta đều nhảy lên, hận không thể vắt đao cưỡi ngựa đi giết người. Đây là bài hát gì? Sao lại dễ nghe như vậy? Chẳng lẽ lại là tác phẩm của luyến tuyết ái tửu? Tê cả da đầu, quá êm tai. Bởi vì Lâm Bắc Phàm trực tiếp vận dụng bài hát kinh điển Opening của Hoàng Anh Hoa trong thế giới cũ làm khúc dạo đầu. Một bài BGM này thường xuyên xuất hiện trong phim Võ Hiệp, nghe vang dội dốc lòng, phấn chấn lòng người, phản phất đại hiệp đã tới. Làm khúc dạo đầu của trù thần khúc dạo đầu lại kèm theo các nối biên tập hình ảnh Lâm Bắc Phàm nấu đồ ăn, mở màn nóng đến bùng nổ. Đúng lúc này, TV lóe lên, hình ảnh thay đổi trên màn ảnh xuất hiện một nam tử hiên ngang mặc trang phục trù sư màu hồng, mọi người vừa nhìn đã biết, đây không phải nam chính lưu ngang tinh sao. Kèm theo tiết tấu sôi sục, trên TV phát ra hình ảnh kinh điển lưu ngang tinh làm đồ ăn. Xào rau, đại hỏa bay thẳng lên nóc nhà. Kéo mì, mì bị quăng như thác nước cao. Khắc hoa, kết quả khắc ra bách hoa yến. Còn có đao quang kiếm ảnh trên thớt. Từng cảnh tượng, khiến đám người nhìn đến nghiện, nhìn mà than thở. Dương Tử Nhi cầm rượu và chén rượu, len lén ngồi bên cạnh Lâm Bắc Phàm, nhỏ giọng hỏi, khúc dạo đầu này có phải do ngươi làm ra không? Phối hợp âm nhạc kinh điển như vậy, còn có hình ảnh ngươi làm đồ ăn, tạo cảm giác như đại lão ra sân, ngươi thật quá hư vinh, quá dối trá, ta phỉ nhổ ngươi. Khụ khụ, Lâm Bắc Phàm tuyệt đối không thừa nhận, Dương Tử Nhi nói đúng. Cho dù Lâm Bắc Phàm là nhàn vân giả hạt, nhưng người trẻ tuổi lòng hư vinh nên có vẫn phải có, cho nên hắn cố ý làm khúc quân hành ra sân cho chính mình, giống như phát ca trong đổ thần. Kết quả, vẫn bị Dương Tử Nhi phát hiện. Làm sao có thể? Ngươi nghĩ nhiều. Lâm Bắc Phàm chột dạ nói. Uống rượu với ta, rót rượu cho ta, ta sẽ không vạch trần ngươi. Rốt cục Dương Tử Nhi cũng lộ ra mục đích thật sự. Lâm Bắc Phàm Cũng đúng lúc này, tỷ lệ người xem bỗng nhiên tăng vọt 0.5% nhất cử đột phá đại quan 3%, trở thành một bộ phim truyền hình cực hot, cấp tốc như thế. Rốt cục, khúc dạo đầu ngắn mũi kết thúc, nhưng rõ ràng trong lòng mọi người vẫn dư vị hình ảnh nấu ăn và âm nhạc vừa rồi. Chủ yếu nhất là, bọn hắn nhìn đến đói bụng. Nhìn một chút đã lập tức đói bụng, rất muốn ăn cái gì đó. Quả nhiên, trụ thần chính là thần khí ăn cơm, mới xem mở đầu đã muốn đi ăn. Thôi xong rồi, trù thần có 40 tập, phải chiếu tận một tháng mới hết về sau ta mập lên thì làm sao bây giờ ta hận tinh quang càng hận phàm nhân hơn vì sao lại để ta nhìn thấy tác phẩm như vậy ngay lúc này rốt cuộc phim cũng tiến vào chủ đề địa điểm của khúc dạo đầu là ở một ngôi trường công lập tại mỹ trời đã tối lưu ngang tinh mang vẻ mặt hết ngây ngô chuẩn bị tỏ tình với nữ sinh kết quả bị cự tuyệt một cách vô tình hắn nản lòng thoái chí quay về nhà hàng của gia đình mình những sự việc này không có gì khác so với tiểu thuyết, tình tiết câu chuyện bình ổn, tiến hành theo thứ tự. Cũng đúng lúc này, vì trấn an tiểu đương gia Lưu Ngang Tinh đang thương tâm, phụ thân hắn ta, đại lưu tỉ Mỹ làm món cơm chiên trứng thường ngày, món ăn đầu tiên trong trù thần, cứ như vậy mà lên bàn. Khán giả đang xem tivi nói thầm một tiếng, đến, sau đó mọi người xem càng thêm nghiêm túc cẩn thận, bọn hắn muốn nhìn xem cơm chiên trứng trong tivi và cơm chiên trứng bình thường bọn hắn làm có gì khác biệt. Tuy cơm chiên trứng trong khúc dạo đầu tương đối đơn giản, diễn viên đóng vai Đại Lưu có thể nấu được, nhưng vẫn là Lâm Bắc phàm tự mình cầm dao. Hắn lấy cơm đã để nguội 3 giờ trong nồi, múc ra một bát cơm tràn đầy, sau đó lại đổ bát cơm vào nồi lọc tiến hành lắc lư nhẹ nhàng có quy luật, có khả năng là đang làm hạt cơm tơi ra. Sau đó hắn lấy hai quả trứng gà tươi mới, đánh lên, lại cắt một ít hành thái làm phối liệu. Đổ dầu vào, ước chừng 20ml, bật lửa để chảo nóng lên để dầu loan đều trong chảo. Thời điểm có một chút khói dầu bốc lên, hắn mới đổ cơm vào, tiến hành trộn xào, để mỗi một hạt cơm đều có thể tiếp xúc với dầu. Phương pháp nấu ăn này hoàn toàn giống với miêu tả trong tiểu thuyết, rất nhiều người biết. Không cần nói đâu xa, căn tin cao ốc song tinh tử khắp nơi đều là tiếng nuốt nước bọt và tiếng bụng sôi ục ụt, ụt. Nhìn mà thèm. Rõ ràng chỉ là một đĩa cơm chiên trứng rất bình thường, tại sao có thể khiến ta cảm thấy đói bụng? Đúng vậy, ta làm món này không chỉ 10 lần 8 lần, mỗi một bước đều rất quen thuộc, chẳng khác chút nào so với đại lưu trong phim, mà vì sao ta lại cảm thấy món trong phim càng hấp dẫn người ta hơn? Ta cũng có cảm giác này, càng xem càng đói bụng, muốn chết đói rồi. Không được, ta phải chọn món ăn. Lưu Trù, cho ta một phần cơm chiên trứng, giống như trên phim. Cũng cho ta một phần, thật sự rất muốn ăn cơm chiên trứng. Ta cũng vậy. Bên phía đoàn làm phim phản ứng càng kịch liệt hơn. Bởi vì bọn hắn không chỉ tận mắt nhìn thấy quá trình làm mà còn ngửi được hương vị của cơm chiên trứng, nhưng hết lần này tới lần khác lại không được ăn. Cảnh này hiện ra lại gợi lên hồi ức của bọn hắn. Không được, quá đói rồi, ta đi ăn cơm chiên trứng đã. Tiền Đa Đa là người đầu tiên không nhịn được. Tiền Đạo, lấy một phần giúp ta. Ngươi cũng lấy thêm cho ta một phần. Trong nháy mắt, khẩu vị của người trong đoàn làm phim rộng mở. Cứ như vậy không được bao lâu, toàn bộ phòng ăn đã tràn ngập hương vị cơm chiên trứng. Tất cả mọi người vừa cơm chiên trứng tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật trên tivi sau đó lại ăn cơm chiên trứng trong tay, cảm thấy cuộc sống này quá đẹp. Tiếc là không thể ăn được món nguyên bản, đều do mấy xú lão đầu kia. Vừa nghĩ tới mấy lão đầu thối kia, lại dám mang một đám bảo tiêu tới bảo vệ mỹ thực, để bọn hắn không cắn được lấy một miếng, người của đoàn làm phim lại thấy tức giận vô cùng. Sau đó cả bọn cùng chung mối thù, tiêu diệt cơm chiên trứng trước mắt. Mặt khác, những khán giả đang xem phim cũng bị món cơm chiên trứng trong TV làm cho đói bụng. Đây mới thật sự là cơm chiên trứng hoàng kim, chỉ nhìn thôi đã cảm thấy thơm, thật muốn ăn một ngụm. Hình như nó cũng không khác mấy so với chúng ta nấu ngày thường, nhưng sao lên phim nó lại đặc biệt thơm, trông cực kỳ ngon. Không được, ta nhịn không được, gọi cơm chiên trứng ăn trước đã. Cả đám nhau nhau gọi giao hàng, không ngoài dự đoán, toàn bộ đều là cơm chiên trứng hoàng kim. Đồng thời, đến phân đoạn làm cơm chiên trứng, tỷ lệ người xem vững vàng đột phá 3.5%, đạt đến 3.65%. Hơn nữa lúc này vẫn còn đang tăng lên, đoán chừng khi kết thúc tập thứ nhất có thể đạt tới 4%. Nội dung cốt truyện vững vàng tiến lên. Ăn xong cơm chiên trứng, tiểu đương gia lưu ngang Tinh quyết định quyết chí tự cường, đợi khi sự nghiệp có thành tựu, hắn sẽ quay về tỏ tình lần nữa. Nhưng nghĩ nghĩ, hắn phát hiện ngoài trừ nấu ăn thì cái gì mình cũng không biết. Hơn nữa, đồ ăn do hắn làm ra, tối đa cũng chỉ có thể lắc lư trước mặt người ngoại quốc, người trung căn bản không ăn, không khỏi cảm thấy vô cùng quể oải. Lúc này, trù sư đại lưu lần nữa xuất hiện. Hắn ta nói với tiểu đương gia, Mỹ thực chân chính là ở Trung Quốc, mà Mỹ thực Trung Quốc lại ở khách sạn Long Môn. Nếu ngươi muốn học được trù nghệ tinh xảo, thì phải đến khách sạn Long Môn tại Trung Quốc để học tập. Thế là, tiểu đương gia lưu ngang tinh cấp tốc thu dọn đồ đạc, tràn đầy mong đợi ngồi máy bay đến Trung Quốc, cuối cùng đi đến khách sạn Long Môn tỉnh Giang Nam. Khách sạn Long Môn này cực kỳ rộng lớn, giống như siêu cấp cự luân. Hơn nữa nó còn được thiết kế theo phong cách cổ xưa, màu đỏ kinh điển của Trung Quốc, trường cột chạm trổ, bút tẩu long xà, vô cùng đẹp mắt. Hiện tại vừa lúc là ban đêm, cả khách sạn đèn đuốc sáng rỡ, âm thanh náo nhiệt truyền tới từ bên trong, nhưng đại môn lại đang đóng. Tiểu đương gia đẩy cánh cửa chính màu đỏ ra, cứ tưởng bản thân đang lạc vào một thế giới khác. Đúng lúc này, nhạc nền vạn lý trường thành của anime Tiểu đương gia Trung Hoa vang lên. Cảm giác chấn động đập vào mặt. Tiểu đương gia lờ mờ đi vào trong, đèn lồng đỏ thẫm treo trên cao, xà nhà và cây cột cùng màu, bức bình phong sơn thủy dài hơn 10 thước, nhân viên phục vụ mặt tường vân hắc y đưa đồ ăn nhanh như nước chảy còn có bát đũa bằng sứ được trang trí đơn giản tất cả đều tràn ngập phong cách hoa hạ khiến người nhìn cảm thấy rất thân thiết nếu không phải thực khách ở đây ai cũng mặc đồ hiện đại tiểu đương gia còn tưởng mình đã xuyên việt khán giả xem tivi cũng kích động bài nhạc nền này thật êm tai thật muốn phát đi phát lại đây thật sự là khách sạn long môn cảm thấy thật to lớn không phải khách sạn long môn nào cũng như vậy nghe nói chỗ này mới được xây ở giang nam vừa vặn phối hợp với phim truyền hình đẩy ra thị trường bỗng nhiên rất muốn đi ăn một bữa đây mới là bộ dáng chân chính của khách sạn trung quốc khách sạn chân chính của người hoa chúng ta đột nhiên cảm thấy thật kiêu ngạo lúc này chủ tịch trần giao của tập đoàn long môn hiếm khi rảnh rỗi đang ngồi cùng lão cha trù thần của mình xem tv xem bộ phim truyền hình trù thần do tập đoàn bọn hắn tài trợ đến khi thấy một màn như vậy hai người bọn họ đều vì đó mà xúc động bộ phim này quay thật tốt mỗi một hình ảnh đều cực kỳ tinh tế nhất là cảnh mở đại môn vừa rồi kia trong lòng ta rung động mãnh liệt ta vẫn cảm thấy khách sạn long môn chúng ta vốn là bộ dáng này đây mới là hình dáng chân chính của khách sạn trung quốc lão trù thần kích động vạn phần nói ba ba ta hoàn toàn đồng ý với quan điểm của ngươi tinh quang thật chăm chỉ về sau, khách sạn của chúng ta cứ trùng tu theo kiểu dáng này, chúng ta phải làm hình mẫu cho giới ẩm thực Trung Quốc. Chủ tịch Trần Giao hâm hở nói. Đúng lúc này, lần thứ hai tỷ lệ người xem kéo lên trên diện rộng, nhất cử đột phá 4%. Cả đài truyền hình chúc mừng. Đột phá 4%, chúng ta thành công. Trụ thần rốt cuộc cũng trở thành bộ phim truyền hình quốc dân. Cố gắng của chúng ta không uổng phí. Ta đã nói rồi, Trù thần, sao có thể là đồ bỏ đi? Mới tập thứ nhất, người xem đã đột phá 4%, chúng ta còn có tiềm lực rất lớn để thao tác. Ta muốn gọi thêm đồ ăn để ăn mừng. Bạch Thanh Tuyết rất vui vẻ, mới tập 1 đã khiến Trù thần trở thành bộ phim quốc dân, tăng mạnh hơn cả mấy bộ phim trước kia, chứng minh bọn họ đã thành công. Tập thứ nhất đã 4%, còn 39 tập nữa, cuối cùng lượt xem sẽ thế nào, quả thực khó có thể đoán trước nhưng nàng có thể khẳng định tuyệt đối không chỉ là bốn phần trăm thậm chí còn có khả năng đột phá thế là bạch thanh tuyết vung tay lên đêm nay ai ở lại trực tiền thưởng tăng gấp đôi cảm ơn bạch tổng đám người hô to mặt khác lan truyền tin tức này ra ngoài ta muốn để mọi người đều biết trụ thần của tinh quang chúng ta giành được thành tích thế nào bạch thanh tuyết giả tâm bừng bừng nói cho dù là website của đài truyền hình Tinh Quang hay những bình đài mạng khác, đều đã dẫn phát thảo luận kịch liệt. Trù thần được quay quá đẹp. Mặc dù chỉ mới chiếu một tập ngắn ngủn, nhưng lại khiến ta muốn ngừng mà không được. Ta quyết định, phải một mực xem nó, mỗi ngày đều xem nó. Đúng là rất đẹp mắt, diễn kỹ của từng diễn viên đều đúng chỗ, ta xem cực kỳ tập trung. Hơn nữa, phối nhạc cũng rất êm tai, rất kinh điển, bất luận là mở đầu hay kết thúc đều hay cực chắc chắn ca khúc này là tác phẩm của luyến tuyết ái tửu âm nhạc của bọn hắn chưa bao giờ khiến người khác thất vọng các ngươi không để ý một điểm chính là mới một tập đã khiến ta xem đến đói bụng ta đã gọi món cơm chiên trứng hoàng kim xa xỉ bây giờ đang bắt đầu ăn sảng khoái muốn bay mãnh liệt đề nghị phát sóng trù thần vào lúc 7 giờ như vậy ta có thể vừa xem vừa ăn tối đây quả thực là phúc lợi của đám tham ăn chúng ta mọi người mau đến xem trụ thần tuyên bố tỷ lệ người xem bình quân tập thứ nhất đã đạt tới 3.43%, hơn nữa tỷ lệ người xem cao nhất đột phá 4%, đạt đến 4.12%, lại là một bộ phim truyền hình quốc dân siêu cấp. Trụ thần hoàn toàn xứng đáng. Trụ thần vừa ra, ai dám tranh phong? Cùng lúc đó, top 5 bản hot sớt cơ hồ bị trụ thần chiếm cứ. Trụ thần, cơm chiên trứng hoàng kim, nhạc phối cấp thần, khách sạn Long Môn, Lưu Ngang Tinh, nhiệt độ thảo luận cao chưa bao giờ có. Người các đài truyền hình khác nhìn thấy, đều âm thầm vui mừng. May mà chúng ta đã dời thời gian chiếu phim của đài truyền hình, bằng không thật sự xong đời. Trụ thần đúng là vũ khí hạt nhân của phim truyền hình, ai đụng người đó chết. Tuy ta không muốn thừa nhận, nhưng không thể không thừa nhận, trụ thần được chế tác thật sự rất tốt, các phương diện đều vô cùng đỉnh, bao nhiêu năm qua chưa từng gặp bộ phim truyền hình nào tốt như vậy, mới tập thứ nhất đã trở thành quốc dân cũng không phải không có đạo lý. Đến khi nào đài truyền hình của chúng ta mới có được một bộ phim truyền hình giống như vậy? Trù thần thật khó có thể chống lại. Các đài truyền hình khác vừa cảm thấy may mắn, đồng thời trong lòng lại cảm thấy bi ai. Đã bao giờ bọn hắn phải nhượng bộ và thỏa hiệp lớn như vậy với một đài truyền hình khác. Nhất là những đài truyền hình nhất tuyến, trong lòng cảm thấy vạn phần khó chịu. Một năm trước bọn hắn còn là bá chủ trong lĩnh vực truyền hình quay phong một cõi phóng khoáng tự do thế nhưng chỉ mới hơn một năm bọn hắn đã bị tinh quang nửa đường nhô ra vượt mặt hơn nữa còn là xa xa vượt qua khung giờ vàng cuối tuần mất đi hiện tại ngay cả khung giờ vàng các ngày trong tuần cũng không còn người khác xuân phong đắc ý nhưng bọn hắn lại tai họa liên tục tiếp mục phải dời đi hết cái này tới cái khác ngay cả phim truyền hình bọn họ mua được cũng không có tác dụng gì tỷ lệ người xem không nhiều bằng lúc trước người khác điên cuồng điên cuồng lấy tiền, bọn hắn lại một mực bù tiền, thời gian trôi qua thực sự khó khăn. Hiện tại, đài trường các đài truyền hình còn đang ưu sầu đến bạc đầu. Dù cho thời gian quảng cáo hơn 5 phút, nhưng khán giả vẫn không chịu đổi kênh như cũ, bởi vì bọn hắn sợ đổi kênh rồi sẽ bỏ qua phân đoạn đặc sắc. Cho nên, tỷ lệ người xem tiết mục vẫn luôn bảo trì từ 3% trở lên. Rốt cục, tập 2 Trù Thần cũng được công chiếu. Thời điểm bài hát opening sục sôi chí tiến thủ vang lên, tỷ lệ người xem lại cấp tốc tăng lên 3.5% trở lên, sau đó một đường thế như chẻ tre, vững vàng tới gần 4%. Đối với đoạn video nấu ăn đầu phim, tuy đã xem một lần, nhưng bọn họ vẫn muốn xem nữa. Mọi người vừa ăn cơm chiên trứng hoàng kim, vừa không tiếc lời ca ngợi. Đầu phim thật sự quá đẹp, thật muốn đẩy nhanh phim để xem tràn diện nấu ăn chân chính. Mới mấy đoạn ngắn đã có thể khiến người ta chảy nước miếng, nếu phim gốc phát ra, nhất định khiến người muốn ngừng mà không được. Diễn viên trong vai tiểu đương gia Lưu Ngang Tinh đóng thật sự quá tốt, đây chính hình tượng tiểu đương gia kinh điển trong lòng ta. Không chỉ là tiểu đương gia, diễn viên trong phim đều diễn rất xuất sắc. Kinh điển là không thể nghi ngờ. Trong căn tin của Tinh Quang, diễn viên đóng vai Đại Lưu dùng cánh tay đẩy Nhi Tử, Vương Xuân Sinh, dễu cực hắn, nếu không phải toàn bộ hành trình đều có ta tham dự quay chụp, ta còn tưởng rằng người đang nấu ăn trong phim chính là ngươi. Vương Xuân Sinh cười khổ, ta cũng không nghĩ tới, lại có thể có người ngụy trang giống như vậy, đến bây giờ ta còn không biết người ta là ai. Đúng vậy, cũng không biết hắn hóa trang như thế nào, diễn ai là giống người đó. Lúc này, Lưu Ngang tinh thuận theo một thông đạo, bất tri bất giác đi đến phòng bếp khách sạn. Bỗng nhiên bài hát Nam Nhi đương tự cường vang lên kèm theo tiết tấu kích động lòng người, tiểu đương gia nhìn thấy tràn diện chấn nhiếp nhân tâm, chỉ thấy trong phòng bếp to lớn sáng ngời hội tụ gần 200 đầu bếp. Ai cũng mặc trang phục hắc sắc long văn, đầu đội mũ cao màu đỏ, chỉnh tề giống như quân nhân. Đồng thời thái thịt trên 30 cái thớt gỗ. Đồng thời trộn xào trong 30 bếp lò. Đồng thời nhào mì trên 30 tấm biển đặc biệt. Một bên là các ngăn tủ được chất đầy, Tiểu đương gia nhìn thấy rất nhiều mỹ vị được kéo từ trong tủ chén ra ngoài, có màng thầu thơm ngát, xíu mại sắc thái rực rỡ, gà quay vàng ống ánh, vịt nướng đang chảy mỡ. Nguyên liệu nấu ăn thật giống như hộp nữ trang. Các loại các dạng món ngon được bày đầy trên chiếc bàn dài to lớn. Còn có nhân viên phục vụ làm nhanh như nước chảy, ngay ngắn trật tự đưa món ăn đi. Đi sâu vào bên trong, nơi đó là phòng chứa nguyên liệu nấu ăn, vẫn xa hoa trước sau như một phóng tầm mắt nhìn tới, các nguyên liệu nấu ăn xếp sang sát nhau, giống như một siêu thị tươi sống. Nguyên liệu nấu ăn đa dạng, nhưng tiểu đương gia chỉ nhận ra được mấy chục loại, số không nhận ra còn gần một nửa. Tiểu đương gia lưu ngang tinh chưa từng nghĩ đến, phòng bếp của một khách sạn lại có thể chuyên nghiệp như vậy, xa hoa như vậy, chấn nhiếp nhân tâm như vậy. So với nơi này, quán cơm nhỏ nhà hắn chỉ là kẻ nhà quê. Việc này tạo thành đã kích rất lớn đối với nhân sinh quan của hắn đồng thời một màn này cũng tạo thành đã kích rất lớn với khán giả trước màn hình tv bọn hắn chưa từng nghĩ tới phòng bếp của một khách sạn lại có thể xa hoa đến trình độ như vậy thế này mà là phòng bếp sao quả thực là trung tâm phân phối mỹ thực vô cùng to lớn vừa nhìn đã khiến người ta phải than thở lúc đầu trong mắt bọn hắn đầu bếp vốn chỉ là đầu bếp hiện tại nó lập tức biến thành nghề nghiệp cao thượng bỗng nhiên ta rất muốn làm đầu bếp bây giờ còn kịp sao cảm giác làm đầu bếp còn có tiền đồ hơn nhiều so với làm lập trình viên. Ai còn dám nói ngưỡng cửa đầu bếp thấp? Đây là chuyên nghiệp, là cao thượng. Đúng lúc này, tiểu đương gia đi tới trước mặt một lão đầu bếp, ngừng chân quan sát. Chỉ thấy lão đầu bếp này đang xử lý một con vịt nướng. Con vịt nướng này rất béo, rất lớn, bị nướng đến đỏ bừng bừng, tản ra nhiệt khí, chảy đầy mỡ, mùi thơm nước mũi, tiểu đương gia nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt mà lão đầu bếp này lại chỉ dựa vào một cây dao có thể nhanh chóng tách rời nó ra, sau đó cắt thành từng mảnh từng mảnh lớn nhỏ đều đều bày trên mâm. Tiểu đương gia không biết hắn chặt bao nhiêu dao, nhưng tuyệt đối có gần 100 dao. Ngắn ngủn trong 2 phút, một con vịt nướng hoàn chỉnh chỉ còn lại một bộ xương. Không có một dao nào phạm lỗi, không có một dao nào dư thừa, mỗi một dao đều vừa đúng. Toàn bộ quá trình tràn ngập cảm giác nghệ thuật. Một màn này, lại một lần nữa làm người xem trước TV đói bụng. Lại đói bụng, thật muốn ăn vịt quay, làm sao bây giờ? Ta muốn ăn vịt quay trên phim truyền hình, nhìn dầu chảy ra kìa, cắn xuống một ngụm miệng dính đầy dầu, sảng khoái. Đã trễ như vậy, còn ai bán vịt quay nữa? Bộ này phim truyền hình này thật không thích hợp để xem vào buổi tối, xem một tập thì đói bụng một trận, sau đó lại nhịn không được gọi đồ ăn ngoài, qua một tháng nhất định sẽ tăng mấy chục cân dù trở nên mập ta cũng sẵn lòng. Nhà ăn cao ốc xong tử tinh. Lão Triệu, còn việc quay không? Loại vừa mập vừa lớn đấy. Một người bỗng nhiên hướng về phòng bếp kêu to. Chỉ còn nửa con, ngươi muốn bao nhiêu? Lão Triệu trả lời. Lập tức, rất nhiều người đồng loạt nhìn sang, cặp mắt lóe lên tia sáng xanh. Thì ra vẫn còn việc quay, ta cũng muốn ăn. Không thể thiếu một phần của ta. Lão Triệu, nếu như ta không có, ngươi liệu mà làm? Nhiều người nhìn qua như vậy thật dọa người, lão triệu đột nhiên cảm thấy sợ sệt. Ngoại trừ nhìn miếng vịt đặc sắc, Lưu Ngang Tinh còn đi tới trước mặt Bạch Án, lúc này một đầu bếp hai tay thô to đang kéo mì sợi. Vốn là một cục bột mì, dưới công phu kéo mì tinh xảo của vị đầu bếp này, nó từ từ biến thành sợi mì giống như cọng tóc. t Bạch Án, nấu món chính, làm món ăn chính như nấu cơm, nướng bánh, hâm cơm phần việc theo cách phân công của đầu bếp. Một đoàn rồi lại một đoàn mì sợi bị ném vào trong nước sôi, lục ướp chừng nửa phút đầu bếp lại kéo lên. Sau đó hắn đổ nước canh vào, một bát mì sợi ramen đã ra lò. Mặc dù không trang trí gì, tươi mát nhạt nhẽo, lại khơi dậy vị giác của người khác. Đây là mì gì vậy? Trông thật ngon. Đây không phải mì sợi ramen được giới thiệu trong tiểu thuyết trù thần sao? Nghe nói nước canh được dùng rất nhiều loại xương chế biến thành, mùi vị đậm đà thơm ngọt, làm người ta dư vị vô cùng. Ta từng ăn ở khách sạn Long Môn, thật rất thơm. Mỗi lần ta đến khách sạn Long Môn cũng gọi món mì sợi ramen này, mỗi lần ăn đều như muốn nuốt mất đầu lưỡi. Nước canh đặc biệt có dinh dưỡng, mì cũng rất dai. Khán giả lại xoắn suýt, vừa muốn ăn vịt nướng lại vừa muốn ăn mì ramen, làm sao bây giờ? Khâu phát sóng của tinh quang Bạch tổng, Vũ tổng, trụ thần của chúng ta lại đột phá 4% một lần nữa, trước mắt đạt đến 4.16%. Một nhân viên báo cáo. Bạch Thanh Tuyết đang nghe truyện trên TV audio CV hài lòng gật đầu, nói, rất tốt. Lại thăm dò. Vũ Thiên Mị cười nói, Nữ Vương đại nhân, xem ra bộ phim truyền hình này của chúng ta chắc chắn sẽ hot. Mới phát sóng hai tập đã có hai lần phá vỡ mốc 4% rất có thể phim truyền hình chúng ta sẽ tiến về phía trước thêm một bước nữa. Bạch Thanh Tuyết cũng cười, đột phá 4.5% không thành vấn đề, nhưng có thể phá vỡ 5%, trở thành bộ phim truyền hình cấp hiện tượng hay không, trong lòng ta vẫn chưa chắc chắn. Dù sao, đã gần 10 năm không xuất hiện phim truyền hình cấp hiện tượng, không biết bộ phim này của chúng ta có thể thành công hay không. Cái gọi là phim truyền hình cấp hiện tượng, chính là một bộ phim truyền hình siêu cấp dẫn phát hiện tượng xã hội loại phim truyền hình này đã thành hàng hiếm từ mấy năm nay. Gần nhất là bộ phim truyền hình 12 năm trước, đã dẫn tới vốn là thành thị tấp nập, nay mọi người đều ở nhà xem TV, việc buôn bán buổi tối lập tức quặn cua ẻ, người đi đường vô cùng ít ỏi. Năm đó, diễn viên diễn xuất bộ phim truyền hình này, bất luận là nhân vật chính hay phối hợp diễn đều hot, hơn nữa còn là vinh quang tột đỉnh. Giá trị phim truyền hình cấp hiện tượng quá cao, chỉ dựa vào bộ phim truyền hình này, tiền vốn có thể ăn đến mấy chục năm, hiện tại đài truyền hình Mango thường xuyên phát sóng bộ phim ấy trong thời gian nghỉ hè, tỷ lệ người xem vẫn không thấp. Nhưng theo đài truyền hình tăng nhiều, tiếp mục TV đa dạng, cùng với nền tảng internet nổi lên, mọi người cũng có lựa chọn đa dạng hơn, muốn lại xuất hiện một phim truyền hình cấp hiện tượng thật khó hơn lên trời. Tỷ lệ người xem 5% tương đương với gần một ức người trên cả nước đều đang xem phim truyền hình. Với tiết tấu nhanh chóng thời hiện đại, muốn kéo một ức người đến trước màn hình tivi không biết khó khăn tới mức nào. Nhưng, trong lòng Bạch Thanh Tuyết có tham vọng, nàng hy vọng trù thần có thể mang theo kỳ vọng của nàng phá vỡ kỷ lục đã bị niêm phong từ lâu, để tinh quan nhất cử vượt qua các đài truyền hình nhất tuyến khác, trở thành bá chủ. Lão công đâu? Hắn đi đâu rồi? Bạch Thanh Tuyết bỗng nghi ngờ hỏi. Vũ Thiên Mỹ che miệng cười, hiện tại hắn đang ở phòng ăn, bị tử nhi muội muội kéo đi uống rượu. Lúc này, phòng ăn cao ốc xong tử tinh. Lâm Bắc Phàm nói, ngươi không thể uống nữa, chí ít cũng phải chừa lại cho ta một chút. Rượu Dương Tử Nhi mang tới thực sự rất ngon, trải qua Lâm Bắc Phàm gia công, mùi vị càng khiến người ta không quên được, Lâm Bắc Phàm mới uống một ngụm đã thích. Thế nhưng toàn bộ rượu còn dư lại đều vào bụng Dương Tử Nhi. Dương Tử Nhi uống tới mặt đỏ bừng, đôi mắt có chút mê ly, thoạt nhìn say như không say, muốn uống rượu của ta. Đừng có mơ. Lâm Bắc Phàm. Quá không nói lý lẽ. Ngươi không cho ta rượu, ta sẽ không rót cho ngươi." Lâm Bắc Phàm uy hiếp. "Ngươi không rót rượu cho ta, ta sẽ đi tìm Bạch tỷ tỷ và Vũ tỷ tỷ, nói ngươi bắt nạt ta, sàm sỡ ta, ăn đậu hũ của ta, tâm địa rất rất xấu." Dương Tử Nhi say rượu mà vô cùng thông minh. "Lâm Bắc Phàm." Cạch một tiếng, Dương Tử Nhi đặt ly trước mặt Lâm Bắc Phàm rót rượu cho ta. Lâm Bắc Phàm Trên TV, chuyện tiểu đương gia lạc vào phòng bếp rốt cục cũng bị phát hiện, bị đuổi ra ngoài. Thế nhưng, thật vất vả tới đây, hắn ta không muốn rời khỏi, muốn ở lại nơi này bái sư học nghệ. Nhưng dù gì nơi này cũng không phải trường dạy làm đầu bếp, mà là khách sạn tư nhân, hoàn toàn không cho phép việc nhận học trò học nghệ. Đúng lúc này, một đầu bếp lớn tuổi đội mũ đặc biệt cao đi ra, đồng ý cho hắn ta một cơ hội, chỉ cần hắn ta có thể thông qua thử thách trù nghệ, hắn ta có thể ở lại học nghề, từ từ học tập. Người này cũng chính là sư phụ ngày sau của tiểu đương gia. Đáng tiếc, tiểu đương gia học nghệ không tin, ngay cả các đồ ăn cũng mắc quản, kiến thức cơ bản không đủ vững chắc, cho nên chỉ có thể bị đuổi ra khỏi cửa. Một màn này khiến khán giả đang xem trước tivi cảm thấy rất lo lắng. Tuy đã sớm biết tiểu đương gia không thể nào vượt qua thử thách đầu tiên, nhưng diễn viên Vương Xuân Sinh đóng vai tiểu đương gia đã diễn dịch cảm giác mang theo chờ mong cho đến hối tiếc thất vọng một cách vô cùng tinh tế, cũng diễn dịch cảm giác thất lạc của thiếu niên đắc ý không sai vào đâu được, khiến rất nhiều người vì đó mà không yên tâm. Bởi vì không mang nhiều tiền, cho nên hắn ta chỉ có thể tìm nhà trọ hoặc khách sạn rẻ tiền để ở. Lúc này, hắn ta thấy được quảng cáo cho thuê chung cư tình yêu, sau đó tập 2 trù thần kết thúc. Kết thúc? Sao lại kết thúc? Ta còn chưa xem đủ đâu. Mảnh Liệt đề nghị phát sóng 3 tập liên tục, phát sóng 4 tập liên tục thì càng tốt. Triệu Mai Lệ của ta còn chưa ra đâu, ta muốn xem nữ chính. Nữ chính, đợi tập kế tiếp mới có thể gặp. Không ngờ, mới đó đã kết thúc 2 tập, mọi người còn chưa thỏa mãn. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.